phạm 10 điều cấm kỵ này, thì có phong thủy cúng bái thần Phật đến đâu cũng vô ích. Thưa quý vị và các bạn, Lâm Tắc Tử là một trọng thần triều Thanh. Ông được coi là nhân vật trung tâm trong cuộc chiến chống Thúc Phiện giữa Anh và Trung Quốc, là một vị quan liêm khiết và là anh hùng dân tộc của người Trung Hoa. Lâm Tắc Tử là một người từng được thừa hưởng nền giáo dục rất tốt từ phía gia đình. Ngay từ nhỏ, ông đã được cha mình dạy dỗ hết sức nghiêm cẩn. Sau khi trưởng thành, Lâm Tắc Tử rất coi trọng giáo dục gia đình đối với con cái. Đến năm 50 tuổi, ông đã viết tác phẩm 10 điều vô ích như một bản gia huấn để lại cho con cháu. Lâm Tắc Tử đem những thứ mà mọi người coi là có ích, phân tích và đưa ra ranh giới. Cũng có nghĩa là nếu không đáp ứng được điều kiện nào đó, thì một số sự tình vốn xem ra là có ích lại có thể trở thành vô ích. 10 điều vô ích chính là tiêu chuẩn tu dưỡng của bản thân Lâm Tắc Tử, cũng là nguyên tắc giáo dục con cái của ông. Đồng thời, tác phẩm cũng lưu lại nhiều bài học giáo dục bổ ích cho hậu thế. Sau đây, chúng ta cùng đến với 10 điều vô ích của Lâm Tắc Tử. Điều thứ nhất, tâm còn bất thiện, phong thủy vô ích. Đại học là bộ tứ thư của Trung Quốc, gồm Trung Dung, Luận Ngữ và Mạnh Tử, có viết: cái đạo của việc học, làm những việc quốc gia đại sự, là làm rạng rỡ cái đức sáng của mình, làm cho dân thay đổi tốt lên, là đạt đến và dừng ở nơi chí thiện. Nếu trong lòng còn có điều bất thiện, làm trái với thiên đạo, rõ ràng là tự chuốc lấy diệt vong. Phong thủy vô ích là nói nếu là người bất thiện, làm nhiều việc bất nghĩa, thì người đó không những mắc tội làm hổ thẹn tổ tông, mà còn làm tổn hại đến con cháu. Chọn được phong thủy tốt, mảnh đất đẹp là có thể dưỡng được phúc khí tài lộc cho con cháu đời đời. Thế nhưng, cái gốc của phong thủy không phải là ở long mạch hay huyệt đạo, mà chính là ở lòng người. Tâm tốt thì dẫu vào ở nơi hiểm địa cũng gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành phúc. Bởi vậy mới nói, nếu tâm còn chưa thiện, thì dẫu có coi trọng phong thủy đến mấy cũng không có tác dụng gì. Điều thứ hai, anh em bất hòa, bạn bè vô ích. Kinh thi có viết, người khắp thiên hạ không bằng tình anh em. Trong gia đình, cha mẹ là gốc rễ, anh em là cành lá. Chỉ có anh em dìu dắt giúp đỡ nhau thì gia nghiệp mới hưng thịnh. Anh chị em mà còn không thể hòa thuận với nhau thì nói gì đến kết giao bạn bè, bằng hữu. Rất nhiều người ra ngoài tiếp đãi bạn bè rất mực lịch sự, lễ độ, chân thành thẳng thắn. Nhưng đối với anh chị em trong nhà thì khó mà thổ lộ hết lòng, thậm chí còn lời qua tiếng lại với nhau. Thật đúng là hành vi đảo lộn, đạo nghĩa xa rời. Bởi thế, nếu quan hệ giữa anh em không tốt, thì kết giao bạn bè bên ngoài, dẫu nhiều thế nào đi nữa cũng vô dụng. Điều thứ ba, bất hiếu cha mẹ, thờ thần vô ích. Luận Ngữ có viết, hiếu đễ là cái gốc làm người. Bách thiện hiếu vi tiên, trăm cái đức hạnh thì hiếu là đứng đầu. Một người dù có được thành tựu vĩ đại như thế nào, trên đầu đội bao nhiêu vòng nguyệt quế đi nữa, nếu bất hiếu với cha mẹ thì tất cả vinh quang kia đều trở nên vô nghĩa. Nếu bất hiếu với cha mẹ, cho dù có thành kính, kính cẩn với thần như thế nào đi chăng nữa, tất cả đều là giả dối cả. Bởi vậy, nếu không hiếu thuận với cha mẹ thì dẫu thờ phụng thần linh như thế nào đi nữa cũng không có một cái tác dụng gì cả. Điều thứ tư là lòng dạ cao ngạo, học rộng vô ích. Tự mãn chuốc lấy tổn hại, khiêm tốn được nhiều lợi ích. Cái đạo của người quân tử khiêm nhu xưa nay vẫn được người đời tán thưởng. Đọc sách học rộng để làm gì? Để thông hiểu cổ kim, để tung hoành ngang dọc, biết đóng biết mở, có đầu có đuôi, là để tu thân dưỡng tính mà thôi. Người càng có học thức thâm sâu càng là người khiêm tốn. Nếu lấy học rộng để khoe khoang, tự cao tự đại, hùng hổ ép người, thì chỉ có thể nói là vẫn chưa lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của việc học của cổ nhân. Bởi vậy, nếu một người mà tâm thái cao ngạo, tự cao tự đại, không nghe lọt tai những ý kiến bất đồng, thế thì dẫu có học rộng như thế nào chăng nữa cũng là vô ích. Điều thứ năm, không giữ nguyên khí, thuốc men vô ích. Mạnh Tử nói, ta giỏi dưỡng cái khí lớn lao của ta. Nguyên khí là trạng thái nội tâm tinh thần phong phú,
Chính khí tràn trề là cội nguồn hăng hái vươn lên tích cực tiến thủ của con người. Người không giữ gìn nguyên khí thì hành động là cái vũ dũng của kẻ thất phu, cho rằng mình sức mạnh vô tận nhưng lại luôn bị những ngoại lực làm cho nguyên khí tổn thương lớn. Khi nguyên khí bị tổn thương nhiều thì gửi gắm hy vọng vào thuốc thần tiên cứu chữa, chữa được ngọn chứ không chữa được gốc, chữa được nhất thời chứ không chữa được cả đời. Bởi vậy, nếu một người không quý tiếc giữ gìn thân thể mình, thường thức đêm hoặc làm những việc không lợi cho sức khỏe, tổn thương nguyên khí, sau đó có thuốc thang tốt ra sao, nhiều thế nào đi nữa cũng không đổi lại được một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Điều thứ 6, hành vi bất chính, đọc sách vô ích. Lời nói, việc làm của một người mà không đoan chính thì dẫu đọc sách nhiều thế nào chăng nữa cũng không thay đổi được khí chất, cũng là vô dụng. Khổng Tử nói, người xưa học về mình, người nay học vì người. Ý nói người xưa đi học là vì chính bản thân mình, ngày nay người ta học đi học lại là vì người khác. Học vì người khác tức là muốn được người khác ghi nhận, đánh giá, hành vi nông nổi thiển cận a-dua. Còn học vì mình thì học tập tu dưỡng, tích lũy năng lượng. Trong thì tu nhân tích đức, ngoài thì tu lễ tu nghĩa. Nói một cách đơn giản, học là tu thân, làm điều chân chính. Nếu học cả bộ sách thánh hiền mà chỉ để khoe khoang bản thân, hành vi bất chính, có thể nói là đọc sách vô ích. Điều thứ 7, lấy bừa của người, bố thí vô ích. Khổng Tử nói, bất nghĩa mà giàu và sang, đối với ta như phù vân. Người quân tử quý của cải, để có được của cải phải thuận theo đạo. Lấy bừa của cải của người khác là bất nghĩa, không có công lao mà nhận lộc, vơ đầy túi tham, tiện tay dắt dê, đều là hành vi bất nghĩa. Lấy bừa của người rồi đi bố thí, nói theo cách mỹ miều là mượn hoa dâng Phật thì thực ra chỉ là giả thiện. Chi bằng dựa vào sức của đôi bàn tay cần cù, ra sức lao động, bố thí bởi thiện tâm, như thế mới có thể yên lòng đạt lý. Nếu một người thông qua các phương thức không chính đáng để có được tiền tài, thế thì dẫu có đem số tiền đó đi làm những việc thiện cũng đều là vô ích. Điều thứ 8, làm việc ngang bướng, thông minh vô ích. Khổng Tử dạy học trò chuẩn mực hành xử chính đáng là: học trò ở nhà thì hiếu đễ, ra ngoài thì cung kính cẩn thận, gần gũi với những người nhân đức, yêu thương tất cả mọi người. Làm được như vậy mà còn dư sức thì lúc đó mới bắt đầu học văn hóa. Nếu một người làm việc mà cứ khăng khăng cố chấp với ý kiến thiên lệch của mình, không coi trọng đạo lý, dẫu có thông minh thế nào đi nữa cũng vô ích mà thôi. Người này sẽ rất khó hợp tác, càng không thể kết giao được với những người hữu duyên, người tốt. Làm việc ngang bướng là nói người bất xử, bất chấp tình lý, cố chấp làm gì cũng tỏ ra hơn người. Người thích mị dân lấy lòng người khác, dắp tâm bất lương, thì cái thông minh tài hoa của họ cũng bị người khác lợi dụng, trở thành công cụ làm việc ác. Điều thứ 9, thời vận không còn, có cầu vô ích. Vào bước đường cùng thì tự mình làm tốt thân mình, khi hiển đạt thì giúp cho cả thiên hạ được tốt. Đường cùng tức là thời vận không còn, thời vận cũng là một sức mạnh. Khi hết thời vận thì chú ý tăng cường tu dưỡng tâm tính bản thân, nâng cao sức mạnh bản thân thì thời cơ lại sẽ tự đến. Cố cầu là truy cầu bừa bãi, cố gắng truy cầu thời cơ vốn không thuộc về bản thân mình. Trái lại, nên tự truy cầu bản thân, vì lúc này dù cho có được cơ hội thì cũng sẽ đánh mất đi rất nhanh. Bởi vậy, nếu thời cơ còn chưa đến, dẫu có cố sức mong cầu, gắng gượng thế nào đi nữa cũng vô dụng. Do đó, phải vừa kiên trì sự việc của mình, vừa phải biết thuận theo tự nhiên, như vậy mới mong mọi việc êm ấm tốt đẹp. Điều thứ 10, dâm ác phóng túng, âm đức vô ích. Âm đức, ý là tích âm đức, tích việc thiện nhỏ mà trở thành công đức lớn, phòng tránh việc ác nhỏ để tránh tổn hao công đức. Nếu cuộc sống phóng túng xa xỉ, hoang dâm vô độ, tuy làm nhiều việc thiện, tích nhiều âm đức thì cũng uổng công vô ích. Muốn độ cho người khác thì trước tiên phải tự độ cho mình, lấy mình làm gương, nghiêm khắc giữ mình theo giới luật, bắt đầu từ gian khổ chất phác. Vậy nên, chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm, chớ thấy việc ác nhỏ mà cứ làm. Bởi thế,
giữa người với người cần phải biết khiêm cung, nhẫn chịu, nhường nhịn và bao dung. Nho gia giảng về thuật trung dung, nghĩa là sự bình ổn, không thái quá. Đạo gia cũng nói về nguyên lý âm dương cân bằng, hài hòa vô vi và thuận theo tự nhiên. Phật gia lại giảng về lẽ thiện lương, tiên tha vị ngã, tức có nghĩa là nghĩ cho người trước, nghĩ cho mình sau. Dù là gia nào, phái nào, người ta cũng luôn coi trọng sự cân bằng. Trong thuật đối nhân xử thế, đạt được cảnh giới cân bằng chính là điều khó làm nhất. Chỉ khi học được cách dung hòa, hành thiện, tích đức, tránh xa cái ác, thì người ta mới không còn phải đối mặt với những điều vô ích như trên nữa vậy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ Phạm 10 điều cấm kỵ này, thì có phong thủy cúng bái thần Phật đến đâu cũng vô ích.